Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 23 tháng 2 năm 2022, kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật tình hình giá phân bón. Giá phân bón đang chững ở mức cao, tuy nhiên giá phân ure dự kiến sẽ có giá giảm vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 này. Một vài đại lý đã giảm giá để đẩy hàng tồn kho. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu phân bón ra thị trường nước ngoài tăng tháng thứ 5 liên tiếp. Tháng 1 năm 2022 tăng 51,5% về lượng, 70% về kim ngạch và 12,3% về giá so với tháng 12 của năm 2021. So với tháng 1 năm 2021 thì cũng tăng rất mạnh, 78% về lượng, 348% kim ngạch và 151,6%, đạt 226.155 tấn, tương đương 171,7 triệu đô, giá trung bình là 759,2 đô trên 1 tấn. Campuchia là thị trường tiêu thụ phân bón của Việt Nam nhiều nhất, chiếm 15,7% tổng lượng và chiếm 10% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, đạt 35.552 tấn, tương đương với lại trên 17,16 triệu đô. Giá trung bình là 482 đô trên tấn, giảm 4,8% về lượng nhưng tăng 3,9% về kim ngạch và 9,1% về giá so với tháng 12 năm 2021. So với tháng 1 năm 2021 thì tăng cả về lượng, về kim ngạch và giá, tương ứng là 10,9%, 75,8% và 58,5%. Hàn Quốc đứng thứ hai, xuất khẩu phân bón sang thị trường này chiếm 8% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước. Các nhà cung cấp phân bón Trung Quốc đang đẩy mạnh sản xuất nhằm đảm bảo nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu bùng nổ trước vụ xuân trước mắt. Động thái trên của Trung Quốc được tiến hành giữa lực nguồn cung phân bón vẫn đang thắt chặt trên thị trường toàn cầu, xuất phát từ cuộc khủng hoảng năng lượng tại Liên minh châu Âu và căng thẳng gia tăng tại Ukraine. Theo nhận định của các chuyên gia, chi phí khí đốt tự nhiên vẫn đang tiếp tục tăng cao trong năm nay, dẫn đến hoạt động sản xuất phân bón ở các nước EU giảm mạnh, nguồn cung thiếu hụt và giá cả tăng vọt. Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc FAO gần đây cho biết, khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine gia tăng, có thể dẫn đến sự thiếu hụt nguồn cung phân bón trên quy mô toàn cầu. Một quan chức của tập đoàn phân bón lớn có trụ sở tại tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc đầu tuần này cho biết, hiện loại phân bón thiếu hụt lớn nhất trên thế giới là phân bón hóa học tinh khiết NPK, do loại phân bón này tiêu tốn nhiều năng lượng trong quá trình sản xuất. Vị này đồng thời tiết lộ hoạt động sản xuất của công ty chủ yếu tập trung vào phân bón hữu cơ, lượng xuất khẩu đã tăng vọt trong những ngày gần đây do nhu cầu cao. Một công ty phân bón khác cũng đóng tại Sơn Đông cho biết đang tăng cường sản xuất vì các đơn mua hàng bùng nổ, đặc biệt là từ sau Tết Nguyên Đán, khi nông dân chuẩn bị cho vụ xuống giống vào tháng 3 và tháng 4. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, tính đến thời điểm hiện tại, hơn 90% năng lực sản xuất của các thị phần phân bón kali toàn cầu đang tập trung ở 7 quốc gia, bao gồm Canada, Nga, Belarus, Đức và Trung Quốc. Các chuyên gia cho biết, trong khi Trung Quốc là quốc gia sản xuất và xuất khẩu phân bón lớn, tuy nhiên, nguồn cung phân bón lại khác nhau về chủng loại. Cụ thể, nguồn cung phân đạm tương đối đủ do năng lực sản xuất cao của Trung Quốc, trong khi một loại phân bón khác là kali lại phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, hiện đang đối mặt với tình trạng ngày càng khan hiếm. Theo Hiệp hội Công nghiệp Phân bón Trung Quốc, một đoàn đàm phán nhập khẩu phân bón kali của nước này bao gồm một số công ty phân bón lớn như Sinochem, Canpotex có trụ sở tại Canada gần đây đã đạt được thỏa thuận về hợp đồng nhập khẩu phân kali năm 2022. Giá hợp đồng được chốt ở mức là 590 đô trên 1 tấn CFA, bao gồm tiền hàng và cước phí, đạt mức cao nhất trong 5 năm và tăng 139% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân chính khiến hợp đồng mua phân kali tăng là do giá phân kali trên thị trường thế giới tăng. Những người tham gia thị trường kỳ vọng rằng nhu cầu phân bón cho sản xuất cây trồng ở các nước phát triển sẽ vẫn ở mức cao trong năm nay và có khả năng dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung phân bón ở các nền kinh tế mới nổi cũng như các nước đang phát triển. Theo ông Wang Liquan, Tổng thư ký Hiệp hội Công nghiệp Phân bón Nitơ Trung Quốc, hiện nước này đang tập trung vào việc đảm bảo nguồn cung trong nước nhằm đảm bảo nhu cầu sản xuất cho vụ xuân sắp tới. Ông Wang dự báo tình hình khan hiếm có thể kéo dài thêm một thời gian nữa. Giá hôm nay cụ thể như sau: khu vực Tây Nam Bộ phân ure Cà Mau 825.000 đến 880.000 đồng, Phú Mỹ 845.000 đến 890.000 đồng, ure Hà Bắc 810 đến 860.000, Trung Quốc 840 đến 900.000 đồng, ure Indo hạt đục 802 tới 880.000 đồng, ure Malaysia hạt đục 820 tới 880.000 đồng.
DAB Hồng Hà 1.100.000 đến 1.200.000 đồng, Đình Vũ 940.000 đến 990.000 đồng, Lào Cai 925.000 đến 970.000 đồng, Philippines 1.050.000 đến 1.150.000 đồng, Hàn Quốc 1.280.000 đến 1.350.000 đồng, DAB Nga đen 64% 1.150.000 đến 1.200.000 đồng, Cali Miễn, Cà Mau và Phú Mỹ bằng giá 804.000 đến 890.000 đồng, Ba Con Cọ 807.000 đến 930.000 đồng, Canada 807.000 đến 920.000 đồng, Israel là 803.000 đến 808.000, Belarus là 825.000 đến 920.000 đồng, Jordan là 830.000 đến 880.000, Cali Israel hạt nhuyễn 650.000 đến 690.000, Cali Israel trắng 607.000 đến 700.000 đồng, Cali Miễn Lào 708.000 đến 820.000, NBK 16-16-16 Nga 810.000 đến 860.000 đồng, phần SOB 830.000 đến 880.000 đồng, NBK 16-16-8 Cà Mau và Phú Mỹ bằng giá 770.000 đến 810.000, Việt Nhật là 760.000 đến 800.000, Hàn Quốc 16-16-8 cộng 9S là 700.000 đến 750.000, Nga là 775.000 đến 820.000 đồng, NBK 20-20-15 Ba Con Cò 904.000 đến 908.000, Bình Điền là 920.000 đến 960.000, phân NBK 20-20-15 TE Bình Điền 960.000 đến 990.000 đồng, phân lân súp bê lân Long Thành 260.000 đến 300.000 đồng. Ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, phân ure Cà Mau 804.000 đến 809.000, Phú Mỹ là 850.000 đến 900.000, ure Hà Bắc là 820.000 đến 860.000, Ninh Bình là 820.000 đến 870.000 đồng, Trung Quốc là 850.000 đến 900.000 đồng, phân NBK 20-20-15 TE Bình Điền 960.000 đến 990.000 đồng, NBK 20-20-15 Bình Điền 930.000 đến 970.000 đồng, phân lân Văn Điển là 230.000 đến 270.000 đồng, NBK 16-16-8 Cà Mau 804.000 đến 809.000, Phú Mỹ là 850.000 đến 809.000, phân Cali Miễn Cà Mau và Phú Mỹ là 804.000 đến 890.000, phân lưu hình Nhật là 510.000 đến 507.000, Trung Quốc là 409.000 đến 550.000 và Đài Loan là 408.000 đến 540.000. Ở khu vực Đông Bắc Bộ, phân ure Hà Bắc là 802.000 đến 807.000, Ninh Bình cũng bằng giá 802.000 đến 807.000, Trung Quốc là 840.000 đến 900.000 đồng, DAB Đình Vũ là 903.000 đến 907.000, Bình Điền 13-13-13 TE là 902.000 đến 907.000, phân lân Lâm Thao 203.000 đến 207.000, phân Cali Israel hạt miễn 850.000 đến 900.000 đồng, Cali Belarus bột 680.000 đến 720.000, Cali Israel hạt nhuyễn 680.000 đến 720.000, phân Cali hạt nhỏ Canada 700.000 đến 750.000 và Cali bột Phú Mỹ là 790.000 đến 840.000. Bà con lưu ý giá này là còn có thể chênh lệch là tùy theo nhu cầu của từng địa phương nữa nha bà con nha. Cảm ơn thương hiệu đèn led Asia Pacific đã đồng hành cùng kênh. Bà con hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây. Xin cảm ơn và xin kính chào.